Ai cũng biết Google là một trong những gã khổng lồ của giới công nghệ. Nhưng câu hỏi đặt ra là thật sự Google lớn đến mức nào? Một thống kê tại Bắc Mỹ cho thấy lực truy cập vào Google chiếm đến 1 phần tư lưu lượng Internet ở khu vực này. Kết quả một cuộc khảo sát các nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Bắc Mỹ cho thấy Google chiếm 25% lưu lượng truy cập Internet hàng ngày của khu vực này. ấn tượng hơn, 3 năm trước đó, các dịch vụ của Google chỉ chiếm khoảng 6% lưu lượng Internet của Bắc Mỹ, nhưng giờ đây nó đã chiếm đến 1 phần tư thậm chí cả lưu lượng truy cập của Facebook, Netflix và Instagram cộng lại cũng không bằng Google. Nếu con số 25% chưa đủ thuyết phục, hãy nhìn đến con số 62%. 62% smartphone, laptops và các thiết bị khác khi kết nối vào internet sẽ truy cập vào Google ít nhất một lần một ngày, phần lớn mọi người vào xem YouTube hay tìm kiếm thông tin, sử dụng các ứng dụng website và quảng cáo. Để tải hết lưu lượng truy cập khổng lồ này, Google phải liên tục cơi nới các trung tâm dữ liệu của mình trên toàn cầu và huy động thêm hàng ngàn server cho Google Cloud Cache để chứa được hết các nội dung tải về từ phía mạng lưới thông tin. Đa số các nhà cung cấp dịch vụ Internet ở Bắc Mỹ đều có server của Google. Như vậy, dữ liệu được truyền trực tiếp từ nơi cung cấp dịch vụ Internet thay vì phải chạy vòng vòng trong mạng lưới của Google. Phương pháp rải servers mang lại hiệu quả rõ rệt cho Google. Và một số hãng khác như Netflix cũng đã bắt đầu làm theo.